nếu chúng ta so với tình hình đang rất nóng ở Trung Đông, Ukraine, eo biển Đài Loan hay bán đảo Triều Tiên, thì khu vực Đông Nam Á và phần Tây Nam Đại Dương trông có vẻ như đang là một khu vực yên bình. Thế nhưng, những đợt sóng ngầm mà khu vực này tạo ra đủ sức tạo nên sự chú ý của tất cả các cường quốc trên toàn thế giới. Tuy chưa nổ ra một cuộc chiến nóng bỏng, nhưng tranh chấp địa chính trị tại nơi này lại ảnh hưởng tới chính trị của vô số quốc gia cả trong khu vực và trên thế giới, mà đối đầu chính là Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, cuộc tranh giành bãi cỏ mây giữa Philippines và Trung Quốc nổi lên căng thẳng và ngày một leo thang. Nhiều nhân tố mới được kéo vào cuộc chơi, dấy lên lo ngại một cuộc xung đột mới diễn ra tại khu vực. Trong đó, Philippines đang lôi kéo các đồng minh của mình thành lập một tiểu liên minh đa phương hòng răn đe Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng đang mong muốn củng cố lại vòng bạn bè trên khu vực Biển Đông để chấn áp liên minh của Philippines. Xét về quốc gia có sức mạnh và liên quan nhất, có tiếng nói nhất trong vấn đề Biển Đông, chỉ có Việt Nam chúng ta là phù hợp với tiêu chí đó. Và Trung Quốc đang mong muốn lôi kéo Việt Nam về phe mình, tạo sức nặng trong vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Khi mới đây, trên trang Tân Hoa Xã của Trung Quốc có đăng bài viết với tiêu đề Đồng quân bất ngờ thăm Việt Nam, củng cố vòng bạn bè đạt được sự đồng thuận với quân đội nhân dân Việt Nam. Và nội dung bài viết này ý muốn nói là Trung Quốc đang tìm kiếm đồng minh Việt Nam để cùng đối đầu liên minh của Philippines trên Biển Đông. Vậy, nội dung chi tiết bài viết này như thế nào? Việt Nam có nên trở thành liên minh với Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Trước khi đi vào vấn đề chính của nội dung video số này, quý vị nhớ like, chia sẻ video, đăng ký ủng hộ ekip. Còn bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chính của video ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện gần đây trên Biển Đông để hiểu rõ hơn tình hình. Ngày 5 tháng 4 năm 2024, bốn bên Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines đã ra tuyên bố chung về hoạt động hợp tác hàng hải, viết tắt là MCA, nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngay sau đó 2 ngày, tuyên bố chung đã được chuyển thành công cụ thể hiện thành hành động cụ thể với việc bốn nước tiến hành tập trận chung ở Biển Đông. Và trong cùng ngày 7 tháng 4 năm 2024, Trung Quốc đã triển khai cuộc tuần tra quân sự của lực lượng hải quân ở địa điểm gần với cuộc tập trận của bốn bên do Philippines giữ vai trò chủ nhà. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2024, thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên giữa Mỹ, Nhật, Philippines nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và an ninh. Đối với Tổng thống Marcos, thỏa thuận ba bên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sẽ làm thay đổi sự năng động trong khu vực, trong khối ASEAN và quanh Biển Đông. Khu vực trung chuyển khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại hàng hải hàng năm và Trung Quốc đòi chủ quyền hơn 80% diện tích. Một ngày sau thượng đỉnh ba bên, Philippines và Mỹ đã tổ chức cuộc họp 2+2 gồm Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng để thảo luận về các vấn đề chiến lược và quân sự, cũng như cam kết chung về một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có Biển Đông. Trong đó, Philippines được Mỹ cam kết ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2025 gồm cả khoản 128 triệu đô la đầu tư vào 36 dự án trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Và Mỹ cũng cam kết sẽ sát cánh cùng Philippines trong vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, Nhật Bản và Philippines đang tiến hành đàm phán về việc bố trí quân đội Nhật trên cơ sở luân phiên tại Philippines. Điều này đã được ông Zomores, đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ, tuyên bố. Theo lời ông, thỏa thuận dự trù nâng cấp quy chế hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh lên cấp độ đồng minh. Còn đối với Trung Quốc trong khoảng thời gian này, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Trung Quốc Đồng Quân đã có chuyến thăm Việt Nam. Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên và Việt Nam cũng là nước đầu tiên vị Bộ trưởng này đến từ khi nhậm chức. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2024, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 chính thức bắt đầu với lễ đón đoàn đại biểu quốc phòng Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự. Nhân chuyến thăm này, phía truyền thông Trung Quốc đã cho rằng chuyến thăm của Đồng Quân mang một hàm ý đặc biệt. Cụ thể, trang báo này viết như sau. Quan chức cấp cao, các nước ASEAN đang gấp rút thăm Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã có chuyến thăm bất ngờ tới Việt Nam để đạt được sự đồng thuận với quân đội Việt Nam. Cùng lúc đó, nhóm tàu sân bay Sơn Đông cũng rời cảng. Liệu sự kiện dạn san hô cỏ mây cuối cùng liệu có sắp kết thúc hay không?
và bài báo Trung Quốc cho rằng hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa nguyên thủ Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã được tổ chức tại Washington như dự kiến. Sau cuộc gặp, ba nước đã đưa ra những nhận xét vô lý về vấn đề Biển Đông trong một tuyên bố chung, đồng thời hợp lực đe dọa Trung Quốc cho rằng họ không nên dùng vũ lực để đơn phương thay đổi cái gọi là hiện trạng. Từ đó tuân thủ nguyên tắc qua lại, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã đưa ra tối hậu thư cho chính phủ Marcos, long trọng yêu cầu Philippines kéo chiếc thuyền bị hư hỏng đang nằm trên bãi biển càng sớm càng tốt và đưa bãi cạn cỏ mây trở lại hình dáng ban đầu khi không có con người và cơ sở vật chất. Trên thực tế, vào thời điểm đó, nhiều người suy đoán rằng xét đến việc Philippines ngày càng tiến sâu hơn với sự hỗ trợ của Mỹ và Nhật Bản, việc mong đợi chính phủ Marcos sẽ kéo con tàu bị hư hỏng ra xa là điều gần như không thể. Một tối hậu thư có lẽ là để chuẩn bị cho việc tàu bị hư hỏng. Hãy hành động chuẩn bị trước dư luận để tranh chấp ở bãi cỏ mây được chấm dứt. Vâng, với từ những dữ kiện trên, kết hợp với các hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc với các nước ASEAN, vị tác giả này cho rằng ba dấu hiệu chính cho thấy sự kiện trên đảo cỏ mây đã đi đến hồi kết thúc. Vậy ba dấu hiệu đó là như thế nào? Trước hết, gần đây nhiều quan chức các nước ASEAN đã đổ xô sang thăm Trung Quốc từ cuối tháng trước đến đầu tháng nay. Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo, người vừa giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, đã đến thăm Trung Quốc. Sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Công chúa Sirihorn của Thái Lan lần lượt thăm Trung Quốc. Trong bối cảnh Mỹ đang tích cực xúi giục Philippines gây rắc rối, tình hình Biển Đông ngày càng xấu đi do sự can thiệp của Mỹ và Philippines. Chuyến thăm Trung Quốc của Prabowo và một số chính trị gia ASEAN cũng nhằm thể hiện thông qua thực tế những hành động mà họ phản đối việc đứng về phía nào và hy vọng bảo vệ lập trường rõ ràng của Tranquility. Nhìn từ một góc độ khác, với việc Philippines đang làm mọi cách để có thể gia nhập Mỹ Latin và Nhật Bản để khiến họ can dự sâu hơn vào các vấn đề Biển Đông, Trung Quốc cũng có thể củng cố hơn nữa vòng bạn bè của mình bằng cách lợi dụng Prabowo và những nước khác thăm Trung Quốc, tăng cường quan hệ với ASEAN để chuẩn bị cho sự đoạn tuyệt hoàn toàn với Mỹ và Philippines về vấn đề Biển Đông trong tương lai. Thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Trung Quốc là Đồng Quân chưa bao giờ đến thăm các nước khác kể từ khi ông ấy nhậm chức. Tuy nhiên, Đồng Quân gần đây đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của mình và ông ta đã đến đó một cách rất kín tiếng trước chuyến đi. Theo Global Times trích dẫn truyền thông Hồng Kông, Đồng Quân và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp ở miền Bắc Việt Nam. Trong cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước, chẳng hạn như chiến lược quốc phòng quốc gia, đối thoại và triển khai tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ. Không chỉ vậy, hai bên còn thống nhất thiết lập lại đường dây nóng hải quân giữa Trung Quốc và Việt Nam. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về việc thiết lập đường dây nóng mới. Và vị tác giả này phân tích rõ và khẳng định, rõ ràng, mục đích chuyến thăm bất ngờ của Đồng Quân tới Việt Nam vào thời điểm quan trọng này là để củng cố vòng bạn bè của chúng ta và ổn định hậu phương. Từ góc độ này, đây cũng là sự sắp xếp sớm để làm sạch Philippines trong tương lai. Cuối cùng, cách đây không lâu, khi lực lượng hải quân và không quân của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam tiến tới Biển Đông để tiến hành tuần tra chiến đấu, đội hình tàu sân bay Sơn Đông bị ném bom đã rời cảng để thực hiện nhiệm vụ. Vào ngày đầu tiên của cuộc tuần tra chung được tổ chức ở chiến trường phía Nam, Mỹ, Philippines, Nhật Bản và các nước đang huy động tàu chiến tham gia tập trận ở Biển Đông. Một số người suy luận rằng đội hình tàu sân bay Sơn Đông nên đến Biển Đông để đối đầu các nước này trên không. Bạn biết đấy, không cần thiết phải điều động tàu sân bay đi đối phó với các nước như Philippines và Nhật Bản. Nếu hạm đội tàu sân bay Sơn Đông thực sự đến Biển Đông, chắc chắn nó sẽ hướng về phía Mỹ sau lưng Philippines. Tóm lại, dù là chính trị gia nhiều nước ASEAN đổ xô sang thăm Trung Quốc hay chuyến thăm Bộ trưởng Trung Quốc nước ta tới Việt Nam, đều cho thấy cuối cùng số phận Philippines sẽ trở thành người cô đơn. Mỹ, Nhật sẽ đủ vốn thách thức Trung Quốc nếu gia nhập nhóm. Vâng, trên đây là tất cả những gì bài báo Trung Quốc nêu lên. Họ cho rằng Trung Quốc đang ổn định hậu phương vững chắc, khẳng định sức mạnh để không một đất nước nào, một tổ chức nào có thể cô lập được Trung Quốc. Vậy thì có phải Việt Nam đồng ý làm hậu phương của Trung Quốc hay không? Và Việt Nam có để yên cho Trung Quốc làm sạch Philippines? Câu trả lời khẳng định chắc chắn là không. Vì sao lại chắc chắn như vậy? Có một vài lý do sau đây để khẳng định được điều đó. Thứ nhất, phải kể đến mối quan hệ phức tạp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử lâu đời với nhiều cuộc chiến tranh và xung đột,
Mặc dù hai nước đã bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, nhưng ký ức về những tổn thương trong quá khứ vẫn còn dai dẳng, ảnh hưởng đến niềm tin và sự hợp tác giữa hai bên. Nhất là sau cuộc chiến năm 1979 đã để lại bài học sâu sắc cho Việt Nam về sự đề phòng anh bạn láng giềng này. Trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam năm 1979 nổ ra, trên tất cả phương tiện truyền thông của Việt Nam chúng ta vẫn phát đi phát lại một câu: vậy là một lần nữa lịch sử lại chọn đất nước chúng ta để thử thách. Nhưng nên nhớ, trong lịch sử có thể chiến thắng một quân đội thiện chiến, nhưng chẳng thể nào chiến thắng cả một dân tộc ngoan cường. Như lời Hồ Chủ tịch đã từng nói: quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Kẻ thù muốn xâm phạm Việt Nam sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trung Quốc đã phản bội niềm tin của nhân dân Việt Nam vì lợi ích, thông đồng với Mỹ cướp Hoàng Sa, kích động vu vấy cho Việt Nam, áp bức nạn kiều và đổ tội cho Việt Nam xâm lược Campuchia. Với sự cháo trở và lật mặt như vậy, người Việt thường có câu thâm như tàu để ám chỉ điều đó. Nó đã gieo vào lòng Việt Nam sự thiếu tin tưởng vào những gì mà Trung Quốc làm. Và sự thiếu tin tưởng đó có những minh chứng, đó là những sự kiện tranh chấp trên các đảo trên Biển Đông của Việt Nam từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Tự Ý tung ra bản đồ đường lưỡi bò chiếm trọn 80% trên bề mặt Biển Đông, lấn chiếm phi pháp vùng đặc quyền của Việt Nam trên biển, và đặc biệt là ôm trọn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra còn tự ý đặt giàn khoan trái phép vào vùng EEZ của Việt Nam, tấn công tàu cá và tự ý thăm dò dầu khí trên những vùng đặc quyền của Việt Nam, sử dụng tàu hải cảnh, dân quân biển vào thềm lục địa nước ta, cho thấy Trung Quốc không muốn từ bỏ tham vọng. Vậy thì với một đối thủ tiềm tàng như vậy, liệu có một quốc gia nào muốn làm đồng minh của họ? Và thứ hai, đó là Việt Nam theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, không tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự nào. Việc trở thành đồng minh của Trung Quốc có thể được coi là vi phạm nguyên tắc này, gây ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam với các nước khác trong khu vực và trên toàn thế giới. Lâu nay, Trung Quốc vẫn giữ thói bề trên trong ngoại giao láng giềng, không chỉ Việt Nam mà còn tất cả các nước láng giềng xung quanh, và nghĩ rằng việc này có thể chặn được các hành động của Việt Nam không chống lại Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Và lối ngoại giao hai mặt của Trung Quốc đem lại lợi ích đáng kể cho nước này. Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ hầu hết các quốc gia ven biển Hoa Đông và Biển Đông. Trung Quốc không công nhận đưa tranh chấp ra tòa án công lý quốc tế là hay, vì muốn giải quyết tranh chấp trên sân nhà, đàm phán tay đôi với các nước nhỏ hơn và khẳng định vị thế là đệ nhất cường quốc châu Á. Việc đẩy mạnh hiện đại hóa bộ máy quân sự cũng là nét lớn trong bước chân dung Trung Quốc bề trên này. Và liệu rằng một đất nước không tuân theo quốc tế có phản bội Việt Nam thêm lần nữa hay không? Tờ Le Monde của Pháp cũng đã từng phê phán Trung Quốc rằng chính sách ngoại giao của Trung Quốc là chính sách hai mặt, khi Trung Quốc vừa lớn tiếng tuyên bố hội nhập quốc tế, nhưng bản thân thì vẫn là một cường quốc ngạo mạn, chỉ biết có mình. Vậy nên giả sử Việt Nam có đồng minh với Trung Quốc, thì một đất nước chỉ biết có mình như vậy, Việt Nam được lợi gì? Việt Nam muốn duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực và tránh phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Việc liên minh với Trung Quốc có thể phá vỡ sự cân bằng này và khiến Việt Nam dễ bị tổn thương trong các mối đe dọa an ninh. Tình hình quan hệ giữa hai nước có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những yếu tố này có khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai. Việt Nam luôn theo đuổi hình thức đối ngoại bảo vệ tính tự chủ chiến lược, không bị các nước lớn thao túng, khống chế, thực hiện các kế hoạch chiến lược một cách rành mạch, rõ ràng, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chủ yếu là chủ quyền biển đảo. Việt Nam không giống như Philippines tìm đến những liên kết đa phương mới. Việt Nam có đường lối đối ngoại độc lập hơn. Chính sách liên minh thực tiễn đã cho thấy tính không hiệu quả và bền vững của nó đối với lịch sử Việt Nam hiện đại. Các liên kết tiểu đa phương mới có xu hướng nhắm vào một bên thứ ba, không phải là một lựa chọn phù hợp đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Do đó, trước các đề xuất hợp tác của các cường quốc bên ngoài khu vực, Việt Nam cần duy trì sự thận trọng chiến lược. Trung Quốc hiện tại chỉ là đang bất an trước đồng minh của Philippines, đó chính là Mỹ. Bắc Kinh có lý để cảm thấy bất an trước sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực thông qua cánh cửa Philippines. Bằng chứng là việc Mỹ không chỉ được sử dụng nhiều căn cứ quân sự ở Philippines hơn, mà còn đang lôi kéo nhiều đồng minh can dự vào khu vực. Cảm giác bất an của Bắc Kinh trở thành động lực quan trọng cho các phản ứng cứng rắn trên biển của Trung Quốc. Mặt khác, tham vọng thống nhất Đài Loan về với đại lục càng gần kề, Trung Quốc càng có lý do để quyết tâm mở rộng và duy trì phạm vi kiểm soát trên biển ở khu vực Biển Đông. Nếu Việt Nam chúng ta đồng ý dịu đi với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, đồng ý cho Trung Quốc gia tăng áp lực với Philippines, thì căng thẳng trong khu vực sẽ ngày một leo thang hơn nữa. Điều này sẽ đánh mất đi vai trò trung tâm ASEAN. Tác động dễ thấy đầu tiên
là việc lòng tin chiến lược trong quan hệ nội khối ASEAN đang đứng trước một thử thách lớn. Trường hợp các nước trong khu vực không xử lý được hài hòa vấn đề này, đoàn kết khu vực sẽ suy giảm vai trò trung tâm ASEAN. Vì vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo cơ hội cho các cường quốc bên ngoài khu vực gia tăng can thiệp vào tình hình khu vực. Hai là căng thẳng leo thang sẽ thúc đẩy quá trình tự điều chỉnh cấu trúc an ninh mới cho khu vực, xuất phát từ thế yếu hơn so với Trung Quốc thông qua việc tìm kiếm các đồng minh, đối tác hỗ trợ cho Philippines. Quốc đảo này đang mở ra cánh cửa cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào Đông Nam Á. Vai trò của các bên trong cấu trúc an ninh truyền thống cũng có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là Mỹ sẽ có vị thế ngày một lớn hơn. Một cấu trúc an ninh phức tạp như vậy chỉ khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn. Và ba là căng thẳng trên biển khiến quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC trở nên khó khăn hơn, thậm chí là lâm vào tình cảnh bế tắc. Trải qua hơn 20 năm đàm phán, ASEAN và Trung Quốc mới có thể bắt đầu bước vào những vòng đàm phán đầu tiên trong việc thống nhất nội dung Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Mọi nỗ lực này có thể tan biến bởi hai yếu tố. Thứ nhất là sự bất đồng quan điểm của Philippines với phần còn lại của Đông Nam Á cũng như Trung Quốc. Thứ hai là sự thay đổi chiến lược của Bắc Kinh, mong muốn tìm kiếm giải pháp quản trị an ninh trên Biển Đông của ASEAN sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bốn là nguy cơ xung đột có thể xảy ra. Tuy nguy cơ này không quá lớn nhưng cũng không thể loại trừ. Với việc tiềm lực quân sự của Philippines đã được tăng cường cùng với tham vọng đòi lại bãi cạn Scarborough từ tay Trung Quốc của Philippines, xác suất va chạm trên biển giữa hai bên sẽ gia tăng. Nếu hai bên không kiểm soát tốt tình hình, các va chạm này có thể dẫn tới xung đột cục bộ, điều vốn không có lợi với tình hình an ninh khu vực mà Việt Nam khó tránh khỏi vạ lây. Với tư cách là một bên có liên quan trực tiếp với vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc mang đến nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Thứ nhất, sự bất thường trong chính sách xử lý tranh chấp trên biển của Manila vẫn chưa cho thấy những hiệu quả rõ ràng. Kể cả việc có sự hậu thuẫn không nhỏ từ các thế lực bên ngoài, Philippines vẫn chưa thể tạo ra những thay đổi đáng kể, giành lại được những lợi ích như nước này mong muốn. Đối với Việt Nam, điều này mang đến một bài học quan trọng trong việc phải duy trì chính sách ổn định, tự chủ, nỗ lực giải quyết mâu thuẫn dựa trên cơ sở lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan. Sự xuất hiện của các yếu tố can thiệp bên ngoài không phải là một giải pháp an toàn, hiệu quả cho chiến lược bảo vệ chủ quyền trên biển. Thứ hai, việc tự chủ, tự lực, tự cường không có nghĩa là tách rời giá trị tinh thần, lợi ích và sự đoàn kết của toàn khu vực. Trước cuộc đua chiến lược giữa các nước lớn, bản thân các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, không thể tự chủ giải quyết tất cả các vấn đề. Do đó, việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN là điều đặc biệt quan trọng. Các hành động đơn phương của Manila tách rời ý chí chung của ASEAN thời gian qua có tác động tiêu cực tới tính thống nhất của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cần tiếp tục tích cực bảo vệ, tham gia nâng tầm vai trò trung tâm của ASEAN, tránh việc tạo cơ hội của các cường quốc chia rẽ đoàn kết khu vực. Thứ ba, việc tăng cường sức mạnh quân sự là cần thiết, nhưng chưa đủ và khó có thể san bằng được mọi khoảng cách chênh lệch với các siêu cường như Trung Quốc. Do vậy, các biện pháp ngoại giao là cần thiết, tránh việc lạm dụng các giải pháp phi ngoại giao ở trên thực địa. Trước nguy cơ căng thẳng có thể dẫn đến cuộc xung đột, bản thân Philippines sẽ không còn nắm được thế chủ động do phụ thuộc vào năng lực hỗ trợ từ bên ngoài. Việt Nam có thể tham khảo được từ bài học vận dụng giải pháp ngoại giao với hoạt động của các lực lượng chấp pháp trên thực địa một cách hài hòa. Cuối cùng, căng thẳng Philippines và Trung Quốc đang cho thấy sự can dự đang gia tăng của các cường quốc bên ngoài. Các bên đều đang lợi dụng mâu thuẫn của Philippines với Trung Quốc nhằm hợp thức hóa sự hiện diện ở Đông Nam Á thông qua cánh cửa Philippines. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Việt Nam trong việc xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn. Việt Nam cần thận trọng tìm cách đẩy mâu thuẫn giữa các siêu cường ra bên ngoài, duy trì chính sách 4-0, tích cực chủ động phòng ngừa các tác động tiêu cực từ cuộc đua chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực Đông Nam Á nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.